Chắc em về hái cà phê được không? Nhà chị đâu có cà phê đâu hái. Không có cà phê nha Vĩ. Có cà phê hả? Chứ không có cà phê nha. Nếu mà em thích hái cà phê thì về nhà chị Hoài nha. Em thích chị Hoài không?